Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24 giờ. Và như các bạn cũng đã biết thì hiện nay số lượng người đang mắc các căn bệnh như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ hay tiểu đường, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư thì ngày càng tăng. Bởi chúng ta đang hít bầu không khí quá bị ô nhiễm, cũng như là nguồn thực phẩm bẩn thì tràn lan, dẫn đến sức khỏe của chúng ta ngày càng yếu và cơ thể chúng ta bị ốm rất là nhiều. Vậy thì ngày hôm nay, Ngọc Hoa sẽ đưa tới cho các bạn một giải pháp mà giúp các bạn có thể điều trị các chứng bệnh của mình cũng như là nâng cao thể trạng sức khỏe. Đó chính là viên tinh dầu thông đỏ Red Fine. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hộp viên tinh dầu thông đỏ Red Fine của chúng ta. Tại vì sao mà Ngọc Hoa có thể nói với các bạn rằng viên tinh dầu thông đỏ Red Fine có thể cung cấp cho các bạn sức khỏe, làm sao để các bạn có thể chống chọi là với căn bệnh đó? Bởi vì như các bạn cũng đã biết, cây thông đỏ ở Hàn Quốc được gọi là một thần dược. Cây thông đỏ được trồng ở vị trí từ 1.300 đến 1.700 mét và tuổi thọ trung bình của nó là từ 100 đến 200 năm. Vâng, các nhà khoa học đã sử dụng 2,7 cân lá và vỏ cây thông đỏ để tinh chất ra một viên tinh dầu. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là viên tinh dầu của chúng ta. Chính vì vậy, theo từ điển Đông y của Hàn Quốc thì viên tinh dầu thông đỏ có thể chữa tới 170 chứng bệnh liên quan về sức khỏe. Bởi trong tinh dầu thông đỏ có rất nhiều các hợp chất cũng như là dưỡng chất quý giá. Nó có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm tác động của các gốc tế bào tự do cũng như là giảm cholesterol trong máu. Và sau đây thì không để các bạn chờ lâu, Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Red Fine. Điều đầu tiên phải nói đến đấy là viên tinh dầu thông đỏ Red Fine hỗ trợ điều trị các chứng về đau đầu, viêm dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh hay tê liệt chân tay do máu huyết lưu thông không đều. Ngoài ra, đối với chị em phụ nữ khi sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Red Fine, chúng ta sẽ có một làn da đẹp hơn, bởi viên tinh dầu thông đỏ Red Fine sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa của các cơ quan, nên nó sẽ kéo dài tuổi thanh xuân cho chị em phụ nữ. Ngoài ra thì viên tinh dầu thông đỏ cũng làm cho chúng ta được giảm cân, tức là giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể, cũng như là hỗ trợ điều trị chứng rụng tóc mà không rõ nguyên nhân. Còn đối với các anh nam giới thì sao ạ? Các anh bởi cuộc sống cũng như là công việc thường xuyên phải tiếp khách, phải uống rượu bia, gây độc hại cho lá gan của mình, thì khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Red Fine, nó sẽ hỗ trợ điều trị cho các anh, bảo vệ chức năng gan, tăng cường chức năng gan và làm hạ men gan. Nó cũng làm giảm các bệnh lý liên quan đến xơ gan nữa. Còn đối với những người lớn tuổi thì ở độ tuổi 4 đến 50 tuổi, chúng ta hay có những bệnh như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tiểu đường. Đó là ba căn bệnh mà rất phổ thông hiện nay. Vậy thì với tác dụng mà có thể làm sạch máu, làm giảm lượng đường cũng như là làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu, giúp mở mao mạch, thì viên tinh dầu thông đỏ sẽ điều trị được các chứng bệnh như cao huyết áp, máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ cho các bạn. Đó là những công dụng chính của viên tinh dầu thông đỏ mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng sinh lý cũng như cải thiện chu kỳ kinh nguyệt đối với phụ nữ, tăng cường sinh lực đối với đàn ông. Và nếu như đối với các bạn đang là những bệnh nhân bị ung thư, thì khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ nâng cao thể trạng cho các bạn nếu các bạn đang trong quá trình xạ và hóa trị điều trị căn bệnh ung thư của mình, cũng như là nó làm giảm cái quá trình nhân bản tế bào ung thư trong cơ thể của chúng ta, giúp cơ thể chúng ta bớt đau đớn hơn. Vâng, đó là toàn bộ những công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Red Fine mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Red Fine làm sao cho đúng nhất và hiệu quả nhất. Vâng, thưa các bạn, đây chính là hộp sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Red Fine. Như các bạn có thể nhìn thấy, góc này ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có lá và các quả cây thông đỏ. Hình cây thông đỏ được hiện ở giữa, kèm theo nữa hai bên sẽ có hình những đám mây. Đây là một sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ. Các bạn có thể nhìn thấy rõ một logo của Samsung ở đây ạ. Và từ 2,7 cân lá và vỏ cây thông đỏ thì họ tinh chất ra một viên tinh dầu sẽ nặng 450mg các bạn nhé. Ở phía mặt đằng sau thì các bạn có thể nhìn thấy đây có lô sản xuất
cũng như ngày sản xuất và hạn sử dụng của viên tinh dầu thông đỏ. Trên mỗi một đầu của sản phẩm, hai đầu của sản phẩm thì đều được dán tem bảo hành của nhà sản xuất. Và nếu như các bạn muốn, các bạn có thể check mã QR ở đây. Như các bạn có thể nhìn thấy, đây chính là một sản phẩm nội địa của viên tinh dầu thông đỏ. Các bạn có thể nhìn thấy tất cả các thành phần cũng như hướng dẫn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ. Giờ hãy cùng Ngọc Hoa bóc sản phẩm này ra nhé. Đây chính là bên trong hộp sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Red Fire. Mỗi một hộp lớn thì gồm có 4 hộp nhỏ bên trong. Và chúng ta sẽ bóc hộp nhỏ ra. Và bên trong sẽ gồm có 3 vỉ, các bạn nhìn thấy này. Đây chính là 3 vỉ viên tinh dầu thông đỏ của chúng ta. Mỗi một vỉ sẽ có 10 viên. Và cách sử dụng của chúng ta cũng sẽ như nào? Đối với những người bình thường không có bệnh gì thì một ngày chúng ta sẽ uống 2 viên, sáng 1 viên và tối 1 viên. Còn đối với những người đang điều trị các bệnh như hội chứng rụng tóc rất là nhiều, hay là những bệnh nhân bị ung thư hay gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ nặng, thì chúng ta một ngày chúng ta nên uống 3 viên dành cho cơ thể của chúng ta để có thể đào thải và lọc sạch máu một cách nhanh nhất, cũng như hỗ trợ điều trị ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Chỉ có một điều lưu ý mà Ngọc Hoa sẽ nhắc với các bạn khi sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, đấy là các bạn cần phải uống nhiều nước. Để làm sao? Để lượng nước đó sẽ dẫn lượng tinh dầu đi khắp cơ thể của chúng ta, giúp chúng ta lọc sạch máu cũng như là đào thải các độc tố trong cơ thể cho chúng ta. Vì vậy, cái viên uống thứ 2 hoặc thứ 3 của các bạn nên uống xa giờ đi ngủ buổi tối để tránh chúng ta không bị đi tiểu đêm và gây mất ngủ. Đó là những cái lưu ý cũng như là hướng dẫn sử dụng mà Ngọc Hoa vừa mới hướng dẫn các bạn. Nhớ làm theo lời Ngọc Hoa nhé. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Redfire làm sao cho hiệu quả nhất đối với sức khỏe của các bạn. Với tiêu chí của CoraSoap 24 giờ, đó là chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những nhà cung cấp uy tín nhất để đem những sản phẩm chất lượng nhất tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Với sức khỏe hiện nay của các bạn, liệu các bạn nghĩ rằng một hộp viên tinh dầu thông đỏ này có đáng giá trị so với sức khỏe của chúng ta không ạ? Nếu như uống vào, trông bạn sẽ khỏe mạnh hơn và gia đình bạn sẽ hạnh phúc hơn, hay là bố mẹ bạn sẽ không còn mệt mỏi nữa. Đấy là những điều an tâm tạo nên hạnh phúc của một gia đình. Và đấy cũng chính là điều mà CoraSoap 24 giờ luôn luôn muốn tạo nên những niềm vui cho các gia đình. Với chính sách của chúng tôi là đổi trả hàng trong vòng 7 ngày, nhận được hàng các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Với chính sách của CoraSoap 24 giờ, bạn được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Mà trong quá trình sử dụng, các bạn phát hiện ra có bất cứ một sai phạm nào không giống như những gì video mà chúng tôi nói, thì các bạn được phép hoàn trả hàng trong vòng 7 ngày mà không mất bất cứ một phí nào. CoraSoap 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm tốt nhất để cải thiện sức khỏe của bạn cũng như chính gia đình hay những người thân yêu của bạn. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới, kích vào đường link để truy cập vào website corasoap24h.com. Ở trang web corasoap24h.com, các bạn có thể đọc được rất nhiều các thông tin về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Redfire, cũng như là có thể đặt mua hàng trực tiếp tại web, hoặc các bạn có thể nghe tư vấn trực tiếp từ chúng tôi theo số điện thoại 0976148590. Cảm ơn các bạn đã nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.